acetylen cháy trong không khí. Bóp nhẹ núm cao su của ống vuốt nhọn, cho nước chảy xuống tác dụng với canxi carbua trong ống nghiệm có nhánh. Khí acetylen thoát ra từ nhánh của ống nghiệm được dẫn qua ống vuốt nhọn. Sau một thời gian, châm lửa đốt khí thoát ra ở đầu ống vuốt nhọn. Quan sát màu của ngọn lửa và giải thích.